Rồi chị. Dạ, con thưa cha, con là người ngoại đạo, đạo Phật. Rồi, cho một trong phát thanh một người đạo Phật. Con được tên gì của Chúa đạo Phật? À, Nguyễn Thị Nga, con ở Bình Lục, Hà Nam Bình Lục. Con năm nay là 54 tuổi ạ. Con được ba ơn. Thứ nhất là con đau đầu 35 năm, đau đầu chóng mặt. Mà con còn có thầy thuốc nằm ngay ở phòng người nhà luôn á. Thế lần này con biết đến lòng thương xót của Chúa cho mẹ, mẹ chồng của con gái của con á, ở Nam Định giới thiệu. Thì là con làm ở trong Sài Gòn này, con đi, con xin mỗi tháng con đi một lần, lần này đi được 7 lần rồi ạ. Mấy lần? 7 lần ạ. Dạ, thế là con khỏi được đau đầu chóng mặt rồi ạ. 35 năm, phải không? 35 năm đi 7 lần, mỗi tháng đi một lần. Thì xem đây là một người đạo Phật đang ở trước mặt chúng ta làm chứng để cho anh chị là những người ngoại đạo vững tin vào Chúa đây. Một người ngoại đạo họ được ơn của Chúa như vậy. Dạ, còn ơn thứ hai là con bị viêm họng mấy năm năm rồi. Mỗi lần con lên con bảo cha ơi, cha vút cổ cho con. Bây giờ con cũng khỏi được 90% rồi. 100% rồi, nói vậy còn gì nữa mà không 100%. Con lại đau đầu gối, xương khớp. Con cũng được Chúa chữa lành đầu gối của con à. Bây giờ con đi lên cầu thang là thấy không đau nữa. Rồi, cái bệnh mà đau đầu gối của con là bao nhiêu năm? 5 năm ạ, 15 năm ạ. Mà con nhiều bệnh lắm cha. Còn mấy bệnh nữa thì con vẫn cứ đi cầu tiếp để Chúa ban ơn cho con. Rồi, con có mấy nghe giảng chưa? Xin cha, con mấy con làm chứng cho con gái của con. Cháu lấy chồng ở bên Đào. Thế là cái hôm mà tháng 5 vừa rồi thì mẹ chồng cháu cho cháu vào đây, cả hai mẹ con cháu, thì là cháu mới được hơn một năm, được một năm ạ. Thì này cháu có bầu mấy tháng cháu không biết, cháu uống thuốc, cả thuốc điều kinh nữa và thuốc đau đầu chóng mặt. Cháu lên đây thì cha đặt tay cầu nguyện thì cha xoa bụng cháu, rồi về chị gái cháu bảo hình như mày có bầu á, ta thấy cha xoa bụng. Thế đi khám mà được hơn 4 tháng rồi cha. Chị làm tôi khó nói quá. Chú bảo sao tôi làm vậy tôi biết gì đâu. Chị gái của cháu bảo tại sao chị thì cha xoa mỗi đầu thôi, mà chị thấy em mà cha xoa bụng á. Thế là đang bảo là đừng cho mẹ chồng cho con về là đi giảm cân cha. Thế xong là con bảo có béo đâu mà đi giảm cân. Thế xong nên cha là về đi khám là bác sĩ bảo hơn 4 tháng. Thế mà Chúa thương thì Chúa trao cháu được khỏe. Thế cháu về quê cháu sinh được 1 tháng, được mẹ chồng con vuông được 3,5 kg. 1 tháng lên được 4,5 kg. Cháu rồi. Dạ, con xin cha là cha cầu nguyện cho hai mẹ của con. Đây cha gửi nhà con có máy nghe giảng chưa? Con thì con mua được 5 cái rồi. Thế con gửi về Bắc cho mẹ con thì mẹ con bảo mấy người ốm này thích nữa thì con mua đi. Thế cha cho con thì con làm cái kỷ niệm, con mua được 5 cái rồi. Đây làm cái kỷ niệm. Thế xem một người ngoại đạo mà mua được 5 cái máy về để cho người mẹ của mình cũng là người ngoại đạo, rồi bà ngoại đạo lại đưa cho những người bệnh khác và biệt. Cha con nói nốt, con đi vào đây mỗi một lần con đi là con thấy người con thanh thản và bình an, và con thấy lòng thương xót của Chúa là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Rồi, xin lặp lại lời của người ngoại đạo, lòng thương xót Chúa thật là và trên cả, lòng thương xót Chúa thật là và trên cả. Con thuộc, con lạy cha hàng hiếu, con dâng lên cha mình và máu tinh linh hồn của con và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Này cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho hôm nay chúng con lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con tha nợ kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Hallelujah. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Này đấng chí thánh, à thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là người có tội khi này và trong giờ lâm tử. Con amen. Con run quá nó nhầm á. Rồi, run quá nhầm nó chưa thuộc hết rồi. Rồi xin mời ông già, mời ông già đây đấy. Rồi bác gái, rồi con, cảm ơn con. Mọi người ngoài đạo mà mua máy.